Thưa quý vị, hiện nhiều ngân hàng đang tăng cường phát hành thẻ tín dụng nội địa hướng tới hít vào khúc bình dân nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng mua trước trả sau của khách hàng, đồng thời mở rộng kênh bán lẻ giúp ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận ngoài tín dụng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trong các tháng đầu năm nay, nhiều ngân hàng thương mại đã nhộn nhịp triển khai các chương trình ưu đãi mở và sử dụng các loại thẻ tín dụng nội địa. Nhiều ngân hàng mạnh tay giảm mức phí chuyển đổi trả góp 0% lãi suất cho mọi giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên. Đồng thời, các ngân hàng cũng chủ động liên kết hỗ trợ giảm giá cho chủ thẻ khi mua sắm trực tuyến, chi tiêu và đi lại hàng ngày. Do vậy, tốc độ tăng trưởng các loại thẻ tín dụng nội địa khá mạnh. Hầu hết các ngân hàng đều lên kế hoạch mở rộng thẻ tín dụng cho khu vực khách hàng cá nhân có thu nhập trung bình thấp, trong đó chủ yếu là tầng lớp lao động, văn phòng, sinh viên, công chân viên chức và chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Các ngân hàng Việt Nam đang triển khai rất nhiều phương thức để chấp nhận thanh toán thẻ, đó là những phương thức chấp nhận không tiếp xúc, những phương thức chấp nhận trên các thiết bị thông minh như là điện thoại thông minh và máy tính bảng. Với cái cách này thì chúng ta thấy là các cái điểm chấp nhận thẻ sẽ được mở rộng. Phát triển mạnh mẽ thẻ nội địa cùng ngân hàng số đã giúp phân khúc bán lẻ của ngành ngân hàng tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 năm nay, tạo ra khoảng từ 40 đến 50% lợi nhuận cho mỗi tổ chức tín dụng thay vì chỉ 10% như trước đây. Đây cũng là chìa khóa để ngành ngân hàng thực hiện được nhiệm vụ giữ cho huyết mạch của nền kinh tế thông suốt trong mọi thời điểm, kể cả thời kỳ cao điểm của đại dịch. Và để cái việc này chúng ta có cái hiệu quả thì HD Bank cũng đã tăng cường và phát triển cái tư vấn khách hàng giao dịch không dùng tiền mặt, đặc biệt qua cái app HD Bank Mobile Banking. Với những cái tính năng tiện ích mà dòng tiền cũng như là đảm bảo cái lượng tiền để lưu thông. Giải pháp về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng đã đáp ứng đúng cái nhu cầu khách hàng, giúp cho ngân hàng tin tưởng, giúp cho khách hàng tin tưởng và khách hàng đưa các giao dịch về nhiều hơn, ngân hàng hiểu khách hàng hơn, các cái chỉ số về điểm tín dụng sẽ tốt hơn, từ đó sẽ giúp cho ngân hàng cũng giảm thiểu cả chi phí về rủi ro. Những diễn biến sôi động chưa kể trên cho thấy thị trường thẻ tín dụng nội địa đang bắt đầu lan tỏa khá mạnh mẽ. Thanh toán kỹ thuật số cũng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến. Vấn đề còn lại đó là câu chuyện bảo mật thông tin của khách hàng, tạo môi trường sử dụng dịch vụ tài chính an toàn cho người dân.